để nơi phía cuối con đường. Không ngờ ngày mai đang khó khăn ta bước qua rõ cuộc đời này. Chẳng bao la ngày mai sẽ tốt thôi mà. Bao ngày mù răng giờ nếu chân ta bước sạch và lâu mà đi. Nhìn rất xa để nơi phía cuối con đường. Không ngờ ngày mai đang khó khăn ta bước qua rõ cuộc đời này. Chẳng bao la ngày mai sẽ tốt thôi mà. Bao ngày mù răng giờ nếu chân ta bước xa trên con đường. Không sao, ước mơ đã xây đắp còn dang dở nên ta vẫn cứ đi vì tuổi trẻ còn đang thở. Tuổi trẻ đời người có bao nhiêu, chỉ có 20 năm lấy đâu ra mà nhiều. Lâu nay ta vẫn sống giữa phố xa đông vui, tiếng xe che tiếng nói. Lâu nay ta vẫn sống với laptop TV, người đi qua nhau trong một câu. Hôm nay ta muốn đến những góc phố xa xôi, những nơi chưa ai tới. Hôm nay ta muốn đến những ngóc ngách thôn quê. Giờ đây tôi cất hết bao nỗi buồn say. Về ngày mai bon bon trên những chuyến xe cứ thấy bao nỗi buồn phá không gian giam cầm ta trong những ước tư mỗi ngày nắm lấy thế giới tôi đang nhìn kia trong gian đằng xa. Ba đêm vẫn chưa hết. Hôm nay ta mới biết những vách núi treo leo, chợ phía Sapa tỉnh Lai Lang. Hôm nay ta mới biết lúa nếp gói cơm lam, ngọt thơm hương Tây Bắc. Hôm nay ta mới biết mái ngói vách tranh xưa. Giờ đây tôi cất hết bao nỗi buồn, xách ca lô lên và đi, không nghĩ suy âu lo về ngày mai. Bon bon trên những chuyến xe, cất hết bao nỗi buồn phá không gian giam cầm ta trong.
không sao. Ước mơ đã xây đắp còn dang dở nên ta vẫn cứ đi vì tuổi trẻ còn đang thở. Tuổi trẻ đời người có bao nhiêu, chỉ có 20 năm lấy đâu ra mà nhiều.